Shining Dragon và những hành động bất thường trông đáng sợ vì hậu quả việc sử dụng ma túy quá nhiều. Sau khi ông hoàng K-pop Shining Dragon bị điều tra không giam giữ về việc sử dụng chất cấm gây bão dư luận, thì cư dân mạng đã soi ra những clip bất thường của nam ca sĩ trước đó. Chính những đoạn clip này khiến nhiều người sợ hãi. Theo cảnh sát, vào ngày 25 tháng 10, đội điều tra tội phạm ma túy của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đang điều tra không giam giữ Shining Dragon về tội vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết trường hợp được biết trước đó của nam diễn viên Lee Sun-kyun khác với trường hợp của Shining Dragon. Sau khi cáo buộc được công khai, một quan chức của YG Entertainment, công ty quản lý cũ của Shining Dragon, đã trả lời vụ việc trên My Daily. Thật khó để trả lời chính thức, anh ấy không còn là nghệ sĩ của chúng tôi nữa. Trước đó có thông tin cho rằng nghệ sĩ giải trí nổi tiếng A đã bị điều tra theo dõi Lee Sun-kyun. Được biết, cảnh sát nhận được lời khai A có sử dụng ma túy trong quá trình khám xét bắt giữ các nữ nhân viên tại một cơ sở giải trí. Sau khi được tiết lộ rằng đội điều tra tội phạm ma túy của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đang điều tra Shining Dragon mà không bị giam giữ về tội vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy, trong giới âm nhạc, việc Shining Dragon bị cáo buộc sử dụng chất cấm lần này không có gì đáng ngạc nhiên. Trước đó, Shining Dragon đã bị đình chỉ truy tố sau khi bị điều tra vì hút cần sa vào năm 2011 khi anh còn là thành viên của Big Bang. Thậm chí những người trong ngành công nghiệp âm nhạc đã biết anh từ lâu đã tiết lộ ngoại hình và phong cách của anh ấy, cách nói đã thay đổi, theo hãng truyền thông Hàn Quốc Sports Seoul. Thực tế, Shining Dragon khi tham dự sự kiện của thương hiệu toàn cầu Chanel vào tháng trước đã khiến người hâm mộ choáng váng với vẻ ngoài quá gầy, khác hẳn với thời điểm anh được coi là fashionista hàng đầu. Anh ấy dường như đang khóc nức nở như thể say rượu, ngay cả khi đang đi bộ. Một số người nghi ngờ đây là ảnh hưởng của chứng nghiện ma túy, vì không chỉ sự thay đổi về ngoại hình của anh ấy có thể nhận ra bằng trực giác, mà giọng nói của anh ấy cũng đã thay đổi gần đây. Hay vào tháng 10 năm 2022, Shining Dragon thực hiện cuộc phỏng vấn với tạp chí thời trang Elle. Tuy nhiên, trong video này, nam ca sĩ chưa kết nối được ngữ cảnh và nói chuyện có phần vụng về. Ngoài ra, anh ta còn liên tục di chuyển cơ thể. Ngoài ra, Shining Dragon còn gây lo ngại khi liên tục chạm vào đầu hay cử động cơ thể khi rời sân bay quốc tế Incheon trong video do Nielsen quay. Cụ thể, khi khởi hành đến Los Angeles, Shining Dragon đã đến sân bay quốc tế Incheon và đứng trước các phóng viên truyền thông. Trong quá trình rời đi, Shining Dragon đã có nhiều hành vi bất thường khác nhau được camera ghi lại. Xuất hiện tại sân bay trong trang phục sang trọng, Shining Dragon bắt đầu vấp ngã ngay khi vừa bước xuống xe. Trong lúc chờ tín hiệu sang đường, anh liên tục chuỗi người. Điều này khiến người hâm mộ bày tỏ lo ngại trước hành vi bất thường của Shining Dragon tại sân bay. Anh ấy không thể đi lại bình thường và liên tục đội và cởi mũ len. Anh ấy di chuyển các ngón tay không ngừng nghỉ và hầu như lúc nào trông cũng không ổn định. Sau khi những đoạn clip này đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã lên mạng và để lại bình luận suy đoán về khả năng Shining Dragon sử dụng ma túy. Họ nói, tệ quá vì dùng ma túy nên trông anh ấy không bình thường chút nào. Tôi nghĩ anh ấy cần được giúp đỡ càng sớm càng tốt. Xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh ấy đã dùng ma túy. Những người xung quanh Shining Dragon nên chú ý đến anh ấy. Thật xấu hổ khi anh ấy không nhận ra mình phải làm gì với cơ thể mình và không thể từ bỏ nó một mình. Ngoài nghi ngờ sử dụng ma túy, người hâm mộ còn lo lắng cho sự an toàn của Shining Dragon. Tôi rất sốc khi thấy hành vi của anh ấy. Tôi đã xem video của Shining Dragon một tuần trước và cảm thấy rất khó chịu. Tôi hy vọng ai đó sẽ cứu anh ấy. Bạn có thực sự chạm vào chất cấm chăng? Anh ấy mang lại cho tôi cảm giác tương tự khi tôi nhìn Zhu Aiyin. Nếu bạn không nghĩ anh ấy kỳ lạ sau khi xem những video như vậy thì đó chính là vấn đề. Có vẻ như anh ấy nghiện ma túy nặng. Cuối cùng, nỗi lo lắng của người hâm mộ đã trở thành hiện thực. Ngay khi tin tức Shining Dragon bị điều tra ma túy nổ ra, những bình luận trước đây của người hâm mộ đã được xem xét lại.